Kinh Tê Giác. Nội dung kinh này là lời xác nhận quả vị chứng ngộ của một số vị độc giác Phật quá khứ, được Đức Thế Tôn nhắc lại trong kinh điển Nguyên Thủy. Độc giác Phật là những vị do bản nguyện độc cư, độc hành, tự mình chứng đạo, không phải nhờ đến sự hướng dẫn của ai, nhưng cũng không hướng dẫn ai chứng đạo. Để biết thêm duyên sự của từng bài kệ ở đây, xin tìm đọc ở Sớ Giải Tiểu Bộ Kinh. Chánh Kinh. Đối với các chúng sanh, từ bỏ gậy và trượng, không làm hại một ai, con cái còn không muốn, nói gì đến bạn bè, hãy ra đi một mình như chiếc sừng tê nghiêu. Dục lạc là ung biếu, là một mối hiểm họa, là một chứng nan y, là tên độc nguy hiểm. Hiểu dục lạc như vậy, hãy ra đi một mình như chiếc sừng tê nghiêu. Lạnh nóng và đói khát cùng nắng gió khắc nghiệt, côn trùng cùng rắn rết, gì cũng phải vượt qua, hãy ra đi một mình như chiếc sừng tê nghiêu. Như thớt voi kỳ vĩ, một ngày bỏ bầy đàn, sống thoải mái tự tại, một mình giữa rừng hoang, hãy ra đi một mình như chiếc sừng tê nghiêu. Không thể nào có chuyện người thích sống quần tụ lại có thể chứng đạt pháp thượng nhân giải thoát. Người nghe được lời thánh, hãy ra đi một mình như chiếc sừng tê nghiêu. Vượt thoát các tà kiến, chứng đạt đạo giải thoát, tự ngộ không thầy dạy, hãy ra đi một mình như chiếc sừng tê nghiêu. Vô tham không lừa dối, không khát dục ngoan cố, si mê được giải trừ, không bám víu thế gian, hãy ra đi một mình như chiếc sừng tê nghiêu. Hãy tránh xa bạn xấu, kẻ sống không mục đích, không gần kẻ phóng dật, hãy ra đi một mình như chiếc sừng tê nghiêu. Hãy gần bậc đa văn, người nắm giữ chánh pháp, bậc thiện hữu biện tài, liễu nghĩa đoạn nghi hoặc, hãy ra đi một mình như chiếc sừng tê nghiêu. Không điểm phấn tô son, không tìm vui ở đời, bỏ hết mọi trang sức, can đảm sống trung thực, hãy ra đi một mình như chiếc sừng tê nghiêu. Bỏ hết mọi ràng buộc với quyến thuộc gia đình, mọi khoái lạc tài sản, hãy ra đi một mình như chiếc sừng tê nghiêu. Hạnh phúc nào cũng nhỏ, vị ngọt nào cũng ít, đau khổ luôn nhiều hơn, gì cũng là câu móc, làm đau người hưởng thụ, hãy ra đi một mình như chiếc sừng tê nghiêu. Hãy chặt đứt kiết sử, như cá làm rách lưới, như ngọn lửa đã rụi, không thể quay trở lại, hãy ra đi một mình như chiếc sừng tê nghiêu. Với mắt cúi nhìn xuống, chân đi không lưu luyến, với căn được hộ trì, với ý được chế ngự, vô nhiễm không nung nấu, hãy ra đi một mình như chiếc sừng tê nghiêu. Hãy lìa bỏ thế phục như san hô không lá, rồi khoác áo cà sa, lìa bỏ đời cư sĩ, hãy ra đi một mình như chiếc sừng tê nghiêu. Không tham đắm mỹ vị, vô tham sống tự lập, khất thực không chọn nhà, không dính mắc một ai, hãy ra đi một mình như chiếc sừng tê nghiêu. Lìa bỏ năm triền cái, dứt sạch tùy phiền não, tự tại không thương ghét, hãy ra đi một mình như chiếc sừng tê nghiêu.
xoay lưng với khổ lạc, quay mặt với hỷ ưu, chứng đạt được tứ thiền với giả niệm thanh tịnh. Hãy ra đi một mình như chiếc sừng tê nghiêu. Do thân cận giao thiệp mới nảy sanh quyến luyến, do có sự quyến luyến nên nảy sanh đau khổ. Nhìn thấy những nguy hại có từ sự quyến luyến, hãy ra đi một mình như chiếc sừng tê nghiêu. Do bận lòng bí mẫn với bạn bè thân hữu, mục đích bị bỏ quên, tâm tư bị buộc ràng, do thấy nguy hiểm này trong giao du mật thiết, hãy ra đi một mình như chiếc sừng tê nghiêu. Ai nhớ nghĩ chờ mong đối với con và vợ, người ấy bị buộc ràng như lùm tre rậm rạp. Còn các ngọn tre cao nào có gì buộc ràng, hãy ra đi một mình như chiếc sừng tê nghiêu. Như nai trong núi rừng không bị gì trói buộc, tự đi chỗ nó muốn để tìm kiếm thức ăn. Như các bậc hiền trí thấy tự do giải thoát, hãy ra đi một mình như chiếc sừng tê nghiêu. Khi chung đụng bạn bè bị mời gọi phiền phức, dầu ở đâu cũng vậy, tại nhà hay trên đường, người muốn cầu giải thoát không ái luyến ràng buộc để được sống tự tại, hãy ra đi một mình như chiếc sừng tê nghiêu. Giữa bạn bè thân hữu ưa thích vui cười đùa, đối với con với cháu ái luyến còn nhiều hơn. Nhàm chán sự hệ lụy với những người thân ái, hãy ra đi một mình như chiếc sừng tê nghiêu. Khắp cả bốn phương trời không sân hận với ai, tự mình biết vừa đủ với những gì có được. Đối diện các hiểm nguy không run sợ dao động, hãy ra đi một mình như chiếc sừng tê nghiêu. Đời tu hành khó khăn khi chung đụng cư sĩ, thôi thì dáng tự tại với con cháu người dưng, hãy ra đi một mình như chiếc sừng tê nghiêu. Từ bỏ để một bên mọi rối rắm thế tục, như loại cây san hô cành nhánh thật đơn giản, bậc anh hùng cắt đứt mọi trói buộc gia đình, hãy ra đi một mình như chiếc sừng tê nghiêu. Tìm được bạn hiền trí có thể cùng vượt khó, hãy kết giao đồng hành cùng vui sống chánh niệm. Khi không có bạn lành để vui vẻ cộng trú, thận trọng và sáng suốt, hãy như vua bỏ nước, như voi chúa bỏ bầy, hãy ra đi một mình như chiếc sừng tê nghiêu. Bạn lành đáng tán thán, phải hơn ta bằng ta. Khi không được thiện hữu là người không lỗi lầm, hãy ra đi một mình như chiếc sừng tê nghiêu. Chỉ nhìn hai vòng xuyến được thợ bạc khéo làm, va nhau tạo tiếng động, người trí sợ chung đụng sẽ gây nên phiền phức, hãy ra đi một mình như chiếc sừng tê nghiêu. Cũng vậy, nếu chung đụng với một người thứ hai, sớm muộn cũng xung đột, để ngừa trước hiểm họa, hãy ra đi một mình như chiếc sừng tê nghiêu. Ngũ dục giàu hấp dẫn với thiên hình vạn trạng, chỉ đủ mê hoặc tâm khiến người sanh đau khổ. Thấy dục là nguy hiểm, hãy ra đi một mình như chiếc sừng tê nghiêu. Nỗ lực hướng cứu cánh, siêng năng không biếng lười,
kiên trì và dũng mãnh, hãy ra đi một mình như chiếc sừng tê nghiêu. Không bỏ hạnh độc cư, không lìa xa thiền định, thường xuyên sống trong pháp, thấy hiện hữu là khổ, hãy ra đi một mình như chiếc sừng tê nghiêu. Chuyên cần cầu ái diệt, đa văn không trệ khẩu, sống chánh niệm tỉnh thức, nỗ lực lìa hữu vi, hãy ra đi một mình như chiếc sừng tê nghiêu. Như sư tử bình thản giữa bao thứ âm thanh, như lưới không vướng gió, như sen không thấm nước, hãy ra đi một mình như chiếc sừng tê nghiêu. Như sư tử uy mãnh làm chúa tể sơn lâm, tự tại trong rừng núi, cũng vậy bậc tịnh giả ẩn cư trốn không tịch, hãy ra đi một mình như chiếc sừng tê nghiêu. An trú vô lượng tâm, không đối lập một ai, hãy ra đi một mình như chiếc sừng tê nghiêu. Lìa bỏ tham và sân, cắt đứt mọi kiết sử, vô ý phút lâm chung, hãy ra đi một mình như chiếc sừng tê nghiêu. Thời nay toàn bạn xấu, gần gũi để vụ lợi, khó tìm thay bạn lành, bởi phần lớn thiên hạ chỉ giỏi sống vị kỳ, bất tịnh và thiện cận, hãy ra đi một mình như chiếc sừng tê nghiêu.